Nga hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia. Nga hôm nay thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao, yêu cầu đại sứ Estonia rời khỏi nước này vào tháng tới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã thông báo với đại sứ Estonia rằng ông phải rời đi vào tháng 2 và đôi bên sẽ có đại biện lâm thời tại thủ đô của nhau thay vì đại sứ. Moscow cho hay động thái mới nhất này nhằm đáp trả quyết định hồi tuần trước của Estonia về việc giảm quy mô đại sứ quán Nga ở thủ đô Tallinn. Trong những năm gần đây, giới lãnh đạo Estonia đã cố tình phá hủy toàn bộ phạm vi quan hệ với Nga. Tâm lý bài Nga, thái độ thù địch đối với đất nước chúng tôi đã được Tallinn nâng lên thành chính sách nhà nước. Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga có đoạn. Phản ứng lại, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu tuyên bố cũng đã yêu cầu đại sứ Nga rời đi trước ngày 7 tháng 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Nga đang lên kế hoạch mở một cuộc tấn công quy mô lớn và chúng tôi kêu gọi các quốc gia có cùng chí hướng khác tăng cường hỗ trợ Ukraine, ông Reinsalu nói. Estonia là một trong những nước châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Bình luận về việc hạ cấp quan hệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Estonia đã nhận những gì họ đáng phải nhận. Estonia hôm 11 tháng 1 yêu cầu Nga giảm số lượng các nhà ngoại giao tại đại sứ quán nước này ở Tallinn xuống còn 8 người, tương đương với số lượng các nhà ngoại giao của Estonia ở Moscow. Tháng 4 năm ngoái, Litva cũng trục xuất đại sứ Nga và hạ cấp cơ quan đại diện ngoại giao xuống cấp đại biện lâm thời. Sau khi Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga sát hại thường dân ở thị trấn Bức Hà, ngoại ô thủ đô Kiev, các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.